ปัตยังเร็วที่มาบ่อยตัวเดินตัวเดินที่จะจับเบื้องเดียวเบื้องไปผ่านตัวนาโดนเรือผมเบี้ยเบื้องไปจ่ายบาสุดจุดนาโดนเรือผมเชื่อจะโดนเบี้ยที่ให้ดูปัตยนาจะเป็นนาเดียวเอาไว้ด้วยโยกเขียนบอกว่าได้ได้ว่ากูจะแค่มาเฉยๆเป็นไรนะโดนเพื่อนเกียร์ขอบเชื่อเพื่อนโดนเพื่อนเกียร์ขอบเชื่อเพื่อนนะครับเดี๋ยวต้องทายเดี๋ยวดูซ่าเห็นไหมนะเดี๋ยวจะไปเปิดเดี๋ยวโมโหเฮ้ยไป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 เดี๋ยว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 เด
điểm 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 điểm
điều cho đội tuyển thủ nghĩa 15-14. Trận bóng rất tốt từ Văn Học. Chắn bóng ra ngoài. Điều 16, 15. Đánh bóng ra ngoài. Điều 17, 15. Bây giờ đi quay cái này à? Mày phải tiến binh lên như này. Tiến binh rồi đấy. Giờ ăn mặc này à? Không, đây đi cùng đội đây chứ. Đội bên cháu. Đội bên cháu. Thì biết rồi, nhưng mà giờ đi quay này à? Nghĩa là thích thì quay cho anh em xem lại. Có lên thì thu bì không? Không. À, thế thì lốt quà. Gọi là ấy thôi để cho anh em. Mai à? Vâng. Mai. Từ mai à? Vâng. Đây là gọi là gì? Cháu đặt kênh là Thuận Thể Thao. À, Thuận Thể Thao à? Vâng. Ok. Hiện nay là đội tuyển Thiên Nghĩa 18, 18 đội tuyển Thiên Nghĩa là 19. Có được tiền không? Không. Tiền gì đi? Hiện nay là hết giờ hội ý. Bác Tuấn ơi, khởi động đi. Bác Tuấn ơi, đứng giữa chỗ. Bác Tuấn ơi, bác đứng chỗ thủ lán. Đội tuyển Thiên Nghĩa vẫn còn không qua.
điểm của đội tuyển Việt Nam 21 20. Không đi vào trong sân, à, đi vào ngõ, không ra được đâu. Đi vào trong ngõ đi con. Ê. Hai Điểm 7, 6.
Điều nữa rồi chuyện đến kia. 7 đều. Xếp bóng quá tốt đấy, trực tiếp điều nữa chuyện đến kia. 7 8 7 kéo lên cao lên. Bóng bỏ đến ngang nhá. Điểm đưa điểm trên kiến ẩn phân kiến. Dưới phát, mày lên. 8 đều. Đang chơi đâu? Sáng rồi. Đối với Nghĩa, đánh bằng 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 đối với phần chạm phải. Điểm đưa đội chuyển của Nghĩa. 8. Đội trưởng của Hồng Nghĩa đang phát bóng. Điểm của đội trưởng Nghĩa 9-10. Thank you.
đội tuyển Việt Nam đánh bóng nước ngoài điểm đội tuyển India 14-15. Đội tuyển India đánh bóng tốt 15 đều. Đội tuyển Thượng Nghĩa đánh bóng ra ngoài điểm cho đội tuyển Thượng Nghĩa 16-15. Đánh bóng tốt điểm cho đội tuyển Thượng Nghĩa 16-16. Đội tuyển Thượng Nghĩa đánh bóng tốt điểm cho đội tuyển Thượng Nghĩa đội tuyển Thượng Nghĩa 17-16. Điểm cho đội tuyển Thượng Nghĩa 18-16. Đánh bóng ra ngoài điểm cho đội tuyển Yên Nghĩa 17-18. Bây giờ đội tuyển Việt Nam chuyển hai nỗ điểm cho đội tuyển Yên Nghĩa 18 đều. Đội tuyển Yên Nghĩa đánh bóng ra ngoài rất điểm cho đội tuyển Thượng Nghĩa 19-18. Đội tuyển Yên Nghĩa đánh bóng chưa qua lưới điểm cho đội tuyển Thượng Nghĩa 20-18. Điểm cho đội tuyển Thượng Nghĩa 1-0. Đội tuyển Việt Nam tắt nhạc đi anh ơi. Đánh bóng ra ngoài điểm cho đội tuyển Việt Nam 2-0. Điểm cho đội tuyển Việt Nam 1-0. Đánh bóng tốt điểm cho đội tuyển Việt Nam 2-1. Đánh bóng chưa qua điểm cho đội tuyển Việt Nam 2-0. Đánh bóng chưa qua điểm cho đội tuyển Việt Nam 3-2. Đánh bóng tốt và tay chắn ra ngoài điểm cho đội tuyển Việt Nam 3-0. Đội
Điểm giữa đánh động ra ngoài. Điểm giữa đội tuyển Yên Nghĩa 5-4. Mười ba, mười. Mẹ ông đứng ra của ông.
to bóng đọc lọc nhẹ cả tối. Hiện nay đội tuyển Thực Nghĩa 13, đội tuyển Thực Nghĩa 10. Thank you.
nước ngoài điều luyện thể dục riêng với bạn đều chén trống tốt điều chất lượng tiền yên nghĩa 19-18 kia xem à, cứ chụp đi ạ, chỗ đấy vẫn phải ngoài đánh bóng nước ngoài
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Này này. Tao. Cái việc thực hiện cái san hòa số vượt để vượt lên để số này 16 điểm. Quả đập nhú rất tốt từ Văn Học. Đấy chết luôn, đấy chết luôn. Quả đẹp. Quả ngoài tiếp. Rồi. Lấy bóng ra ngoài điểm. Anh đưa anh về sau. Hay à? Đi bóng ra ngoài kia. 18 2 bên. Ngoài ra ngoài. 18 2 bên. Mấy bóng chưa có đứa điểm. Được chứ đây người. Cố lên, quả lửa thôi. Ở đâu? 17 hay 18 chứ nhỉ? Sao đã 20 nhỉ? Ô nhanh nhỉ? Kết thúc. Xét thứ tư là 21-19. Hai đội bước vào trận gọi là xét chung kết. Xét thứ năm chung kết đang là tỷ số là 2-2. Xét thứ ba trận thứ ba. Hai đội thi đấu chạm 21 đội lên 21 trước đội của quốc. Và xét thứ năm đội tuyển là đội tuyển Việt Nam bóng bóng ở đội tuyển Việt Nam chuẩn bị không không không. Thế mà các trận đại biểu của chúng ta về giải quyết phát của trận chung kết sáng tháng. Và xét thứ năm là tay bây giờ. Đấy bóng chặn 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 khi đứng trước lưới tất cả các thủ môn đều được ghi bàn bóng mà không được bỏ bỏ. Đánh bóng tốt điểm 3-1 của Hồng Nhật Việt. Và phạt bóng rất tốt từ số 2.
Đừng có bước 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 điểm hai bốn bốn kia 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 đây bóng đốt 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 năm năm ba ba thập nhị nhị lấy bóng chưa chạy nhị nhị sáu sáu ba ba thập nhị nhị chẳng mong tốt tốt việc việc bảy bảy sáu sáu ba ba tất cả bốn công sáu ba em cứ chạy ra mà đánh bắt bóng ra ngoài việc việc bốn 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 sáu sáu bốn chắn bóng tốt tốt đẹp đẹp lắm năm sáu sáu như thế chắn bóng tốt tốt đẹp đẹp lắm năm sáu như thế đây bóng chặt chặt ra ngoài được sáu sáu cho yên yên lấy bóng chặt chặt ra ngoài được tám tám sáu sáu cho yên yên bây giờ thì số bây giờ mình bóng không ra nhiều được tám bảy và cho con bên kia mình bóng ra ngoài được chín chín bảy và cho kia lấy bóng tốt tốt của tám tám chín chín phần nhất khán giả xem rất đông tỷ số là đang là hai xét hai đều về C là C chung kết một pha vừa đánh bóng không qua lưới của Thắng Hít cố lên bảy năm rất tiếc lấy bóng ra ngoài biển rất tiếc là ra ngoài tốt đánh bóng tốt tốt được mười giờ mười giờ đúng rồi
Đấy cũng ra ngoài. Được. 12 năm vừa rồi. Chắc nào hơn điểm lợi thế rồi. Chắc 21 rồi. Hay lắm. Mình bóng chậm với nguyện. 11, 12, 12, 12, 12. Rồi sân xác thứ 5 chung kết. 12, 12. Vẫn thắng thua chung cuộc. Đang là tỷ số đang là 2 đều về C. Rất là hay. Mình bóng tốt của 13, 11, 1 cho phòng điện. Đây lúc chẳng chẳng là 12 để nâng cao cái chất lượng cầu thủ chuyên nghiệp của hai đội vừa rồi. Tốt, rất hay. 13, 14 rồi, cố lên. Con, hay, cố gắng. Ôi giời. Mình có tốt điểm 15, 13 cho phòng điện. Phát bóng không đạt điểm 14, 45 cho phòng điện. Cố lên, còn một quả thôi. Con chặt siêu nào. Hay. Hay lắm. 15 đây ơi. Cố lên. Yên nghĩa cố lên. Mình đang đợi nguyên vẹn kiểu học viên dần đi thu. Hai đội đang tạm dừng hội ý. Đội Phương Nghĩa xin hội ý. Chắc là một pha cố gắng, ưỡn cố gắng. Đúng ra là đang khả năng là bị đau, bị ưỡn. Tiếp tục trận đấu lại tiếp tục. Pha đánh rất nhẹ nhưng mà rất là hiểu từ Phương Nghĩa. Hay lắm. 16 đều. Còn đây bảo. Như thế. Đấy. Hay lắm. Ôi giời ơi. Mình bóng ra ngoài điểm 18. 16, 6, 6. Tôi không biết nữa. Tất cả những bóng bóng bóng. Mình bóng ra ngoài điểm 17, 18. Tôi không biết nữa. Thank you.
18 đều. 18 đều. 18 đều. Hay lắm. 19-18 đều. Yên bí. Cố lên, chất siêu. Không còn nữa. Hay lắm. Cố lên. Cố lên, một điểm nữa thôi. Hai. Kết thúc Yên Nghĩa đã giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 3-2 về C. Xin kết thúc video tại đây.